Thưa quý vị, trong những năm qua tại thành phố Đà Nẵng, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được triển khai rộng khắp trong nhân dân với nhiều mô hình hay, những cách làm sáng tạo. Qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực để năm văn hóa văn minh đô thị thực sự trở thành phong trào của toàn dân. Cứ vào 15 giờ chiều thứ Bảy tuần cuối cùng của mỗi tháng, từng chiếc xe máy, thậm chí là nhiều hội viên còn sử dụng xe đẩy, chở các bao tải đựng chai nhựa, lon bia, bìa cạc tông đến điểm tập kết để bán. Chỉ trong một buổi chiều đã thu được gần 3 triệu đồng. Được biết, đây là hoạt động thường xuyên của Hội Cựu Chiến binh phường Nam Dương nhằm hưởng ứng cuộc vận động Ba Hơn do quận ủy Hải Châu phát động. Hàng năm tất cả hội viên là tham gia hết, trong riêng cá nhân đồng chí nào hết. Từ đó lấy cái nguồn quỹ để phục vụ an sinh xã hội. Chính mình làm thế này để cho nó rộng rãi các môi trường xung quanh khác, để bà con xung quanh ở khu dân cư khác thực hiện. Để có được kết quả như thế này, phường Nam Dương đã tổ chức các buổi phát động phong trào chống rác thải nhựa và các hội nghị tuyên truyền công tác thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền sâu rộng đến từng gia đình, cá nhân thông qua các buổi họp tổ dân phố để người dân hiểu, có trách nhiệm góp phần tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, phường cũng đưa ra các giải pháp để vận động và khích lệ sự tham gia của người dân cũng như các hội đoàn thể trên địa bàn. Có những giải thưởng nhất nhì ba đối với các ba cái chi hội tham gia tích cực vào công tác phân loại rác thải tại nguồn, thúc đẩy được tinh thần cũng như là động viên được các cán bộ hội viên của các chi hội tích cực tham gia hơn nữa. Tôi nghĩ là với cái hoạt động tích cực của các cựu chiến binh thì thời gian đến thì cái phong trào này nó sẽ có một cái sự lan tỏa rộng lớn hơn. Có thể nói các phong trào, các mô hình về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị gắn với cuộc vận động Ba Hơn tại phường Nam Dương nói riêng và toàn thành phố Đà Nẵng nói chung đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.